Chơi chim cảnh từ lâu đã không còn xa lạ đối với người dân Việt Nam. Đây là một thú vui tao nhã và phù hợp với kinh tế của nhiều người. Nếu bạn đang có ý định tìm kiếm cho mình một thú cưng để bầu bạn thì đừng bỏ qua video này. Dưới đây là 8 loài chim cảnh bự con bạn nên cân nhắc cho sự lựa chọn cho mình. Cùng coi là hiền điểm qua đó là những loài chim nào nhé. Vẹt Eclectus. Mở đầu trong danh sách những chú chim cảnh bự con là loài vẹt Eclectus. Ít ai biết rằng vẹt Eclectus là một loài lưỡng hình, nghĩa là giữa con đực và con cái có sự khác nhau rõ rệt về màu lông. Một con vẹt Eclectus đực có màu xanh lá cây sáng với các điểm nhấn màu đỏ và màu xanh lam, mỏ cam. Trong khi đó, một con mái sẽ có bộ lông đỏ rực rỡ với bụng màu xanh dương pha tím, mỏ có màu đen. Đây là một loài vẹt rất thông minh và tình cảm. Ngoài ra, chúng cũng khá nhạy cảm. Nếu bị bỏ rơi, có khả năng chúng sẽ bị trầm cảm. Một con vẹt Eclectus khi trưởng thành có kích thước khá lớn. Chúng thường dài 43-50cm và nặng từ 0,37-0,54kg. Hai, vẹt mào Sunfua. Vẹt mào Sunfua là một trong những loài vẹt mào lớn nhất. Nếu được chăm sóc kỹ lưỡng, loài vẹt này có thể sống thọ lên đến 80 năm. Bạn nên cung cấp cho chúng một cái chuồng rộng rãi. Bên cạnh đó, đừng quên cung cấp chỗ để chúng leo trèo và bay nhảy. Những chú vẹt này được nhiều người đánh giá là rất tình cảm và thích sự chú ý từ con người. Mỗi ngày, bạn nên dành vài giờ để tương tác với người bạn đáng yêu này. Loài vẹt mào Sunfua chủ yếu có màu trắng, màu vàng, mỏ nâu sẫm. Chúng thường dài 38-50cm và nặng từ 0,34-0,88kg. Ba, vẹt đầu vàng. Vẹt đầu vàng là một trong những loài vẹt phổ biến nhất tại khu vực Amazon. Chúng có thể sống thọ khoảng 60 năm trong điều kiện nuôi dưỡng tốt. Những chú chim này rất thông minh và gây ấn tượng với khả năng bắt chước rất giỏi. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng chúng có thể học hát opera và các thể loại nhạc khác. Chúng rất thích được mọi người chú ý. Vì vậy, nếu cảm thấy bị bỏ rơi, chúng sẽ trở nên khá ồn ào. Vẹt đầu vàng thường nặng từ 0,45-0,65kg và dài từ 38-43cm. Chúng nổi bật với bộ lông màu xanh lá cây, đầu vàng, phần cong cánh có màu đỏ, có vòng trắng quanh mắt. Đây thực sự là một thú cưng thú vị mà bạn không nên bỏ qua trong danh sách này. 4. Vẹt đỏ đuôi dài. Vẹt đỏ đuôi dài cũng là một trong số ít loài chim cảnh bự con sở hữu ngoại hình đẹp. Chúng thường dài từ 79-97cm và nặng đến 1,1kg. Loài vẹt này có bộ lông nổi bật với màu đỏ kết hợp với màu vàng và xanh dương trên cánh và đuôi, chân đen và có vòng tròn trắng quanh mắt. Đây là những chú vẹt cực kỳ thông minh và hoạt bát, đòi hỏi nhiều sự quan tâm từ chủ nhân. Tốt nhất là bạn nên cho chúng ra khỏi chuồng vài giờ mỗi ngày để chúng được thoải mái. Trung bình, một con vẹt đuôi dài có tuổi thọ từ 40-50 năm, nhưng đã có nhiều trường hợp ghi nhận loài vẹt này có tuổi thọ lên đến 80 năm. 5. Vẹt đuôi dài vàng lam. Vẹt đuôi dài vàng lam có nguồn gốc từ Nam Mỹ và là những người bạn thân thiện nhất với con người. Khi được chăm sóc tận tình, loài vẹt này có thể sống đến 60 tuổi. Chúng là những chú chim thân thiện và thích quấn quýt với chủ nhân của mình. Khi đủ tuổi trưởng thành, vẹt đuôi dài vàng lam thường dài từ 76-91m và nặng khoảng 0,79-1,3kg. Vì sở hữu thân hình khá to con nên tiếng kêu của chúng cũng có âm lượng vô cùng lớn. Do đó, nếu bạn không thể chịu đựng được môi trường ồn ào thì nên xem xét nếu muốn nuôi người bạn này. 6. Vẹt đuôi dài cánh xanh. Góp mặt trong danh sách những giống chim cảnh bự con là loài vẹt đuôi dài cánh xanh, là một trong những loài chim thú cưng lớn nhất. Chúng có thể sống thọ khoảng 50 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Chúng thích được sống trong môi trường rộng rãi và thoải mái. Tuy nhiên, có một vấn đề bạn cần lưu ý đó là loài chim này rất thích nhai đồ. Vì thế bạn cần chuẩn bị đồ chơi riêng cho chúng, nếu không muốn bất cứ đồ vật trong nhà nào bị hư hại dưới cái mỏ cứng của loài chim này. Một con vẹt cánh xanh thường dài 66-101cm và đạt trọng lượng từ 0,9-1,7kg. Không những thế, chúng còn gây ấn tượng với bề ngoài vô cùng bắt mắt. Chúng có màu đỏ nổi bật trên đầu, vai và ngực, màu xanh lá cây ở giữa cánh và màu xanh lam về phía ngọn. Đuôi dài màu đỏ và xanh lam ở cuối đuôi. 7. Vẹt Umbrella Cockatoo.
Nếu nói về những loài chim bự con không thể không nhắc đến vẹt Umbrella cockatoo. Loài vẹt này dài khoảng 46cm và nặng từ 0,45 đến 0,74 kg. Chúng có bộ lông trắng là chủ yếu, màu vàng nhạt trên cánh và đuôi, màu trắng lớn, mỏ đen. Chúng là những người bạn đồng hành nhẹ nhàng và tình cảm. Bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm đến chúng mỗi ngày để chúng không cảm thấy bị bỏ rơi. Vẹt Umbrella cockatoo có thể sống thọ đến 80 tuổi. Tám, vẹt đuôi dài lam tía. Đứng cuối cùng trong danh sách này là loài vẹt đuôi dài lam tía hay Asin macaw. Đây là loài vẹt lớn nhất trong tất cả loài vẹt. Tuy nhiên, chúng yêu cầu chế độ chăm sóc khá cao. Bạn phải có đủ kinh nghiệm, thời gian và nguồn lực để nuôi dưỡng tốt giống vẹt này. Mặc dù có thân hình to lớn, nhưng đây là những chú vẹt nhẹ nhàng và tình cảm. Chúng thường có xu hướng quấn quýt với người chăm sóc cho chúng mỗi ngày. Vẹt đuôi dài lam tía có thể dài đến 1 mét và nặng khoảng 1,19 đến 1,45 kg. Chúng có bộ lông màu xanh dương đậm, xung quanh mắt và mỏ có mảng vàng, mỏ đen, bàn chân màu xám đen. Loài vẹt này có thể sống thọ đến 60 năm. 8. Đây là 8 giống chim bự con với ngoại hình vô cùng đặc sắc. Hy vọng với những gợi ý vừa rồi, bạn sẽ tìm được cho mình một người bạn đồng hành thật ưng ý.